Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng siết cổ dân để cải cách tiền lương hay nuôi tham nhũng. Lương tổng bí thư chưa tới 1.000 USD một tháng, hầu hết trong tứ trụ đều tương đương. Đây là lương ở vị trí có chức vụ cao nhất trong hệ thống, mà còn như vậy thì lương các chức vụ khác làm sao đủ sống. Tuy nhiên, ở Việt Nam, một quan phường cũng có thể đủ thu nhập để mua nhà, mua xe và cho con đi du học nước ngoài, trong khi tiền lương của họ thì không đủ chi phí cho tiền xăng và bảo trì xe. Toàn hệ thống đều như thế, không ai chết đói, dù chỉ là cán bộ phường. Hình ảnh tăng thu ngân sách thì chỉ có dân bị siết cổ. Mới đây, ông Vương Đình Huệ nói rằng tăng thu ngân sách dành 40% cho cải cách tiền lương, không nói xuôi, nói ngược. Ông Chủ tịch Quốc hội chỉ nói tránh, chứ tăng thu ngân sách chính là siết cổ dân và doanh nghiệp. Việt Nam là quốc gia thuộc loại siêu cao thuế nặng, mà lại siết cổ dân để trả lương cán bộ thì dân nào chịu thấu. Việc cải cách tiền lương cho bộ máy chính quyền là cần thiết, tuy nhiên cần phải làm tương tự như các nước dân chủ thì mới không đè thêm gánh nặng lên vai của người dân. Trước hết, phải tinh gọn bộ máy đến mức gọn nhất có thể. Lấy ví dụ ở chính phủ, chỉ cần một ông phó thủ tướng như Nhật Bản thì tiền lương của 4 ông phó thủ tướng đem dồn lại cho một ông, tức là lúc đó lương phó thủ tướng sẽ đủ sống. Tương tự ở các bộ, giảm số lượng thứ trưởng, dồn lương của các vị trí này cho một người thì lương của lãnh đạo sẽ tăng gấp nhiều lần. Tuyển 4 bù 1 thì dù có siết cổ dân cũng chưa chắc đủ nuôi thành phần phình ra của bộ máy. Mặt khác, chính quyền Việt Nam có bộ máy song trùng, nghĩa là bộ máy đảng và bộ máy nhà nước tồn tại song hành. Người dân phải gánh hai bộ máy khổng lồ này. Trong khi đó, ở các nước dân chủ, người dân chỉ nuôi một bộ máy nhà nước. Các đảng phái chính trị muốn hoạt động thì phải tự thân vận động, chứ dân không có trách nhiệm phải nuôi bộ máy này. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng hoạt động giống như hệ thống dân chủ, nghĩa là tự thân vận động, tự tìm nguồn tài chính để duy trì, thì lương của cán bộ đảng sẽ được dồn cho bộ máy nhà nước. Lúc đó, lương cán bộ quan chức Việt Nam sẽ không thấp hơn lương của quan chức các nước trong khu vực. Ngoài ra, ở Việt Nam, có tồn tại đầy rẫy các hội, hiệp hội do nhà nước đặt ra và nuôi dưỡng, ví dụ Liên đoàn Lao động Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Phụ nữ, Hội Nhà văn, Hội Nông dân, v.v. Nếu đảng cắt hết ngân sách nhà nước của những hội này để họ tự thu chi, đồng thời cho phép dân tự do lập hội như các nước dân chủ, thì tiền lương của cán bộ các hội này sẽ được cộng dồn vào lương công chức. Muốn tổ chức bộ máy khoa học và hiệu quả thì việc tinh giảm biên chế cho bộ máy phải đi đôi với cải cách tiền lương. Người dân Việt Nam vốn đã rất khốn khổ vì siêu cao thuế nặng, không thể cứ tăng lương là tăng thu từ dân. Nếu ông Trọng cho dẹp bỏ bộ máy đảng, dồn lương vào bộ máy nhà nước thì áp cán bộ sẽ có mức lương cao. Người dân Việt Nam đang bị bóc lột đến tận xương tủy bởi họ đang phải gánh một bộ máy cồng kềnh và tham nhũng tràn lan. Với thể chế này và với bộ máy này thì dù có siết cổ dân để tăng lương cho cán bộ thì cũng không thể tăng được bao nhiêu, bởi tiền từ dân đã bị bọn tham nhũng thi nhau xà xéo cho vào túi riêng. Đồng thời, bộ máy quá đồ sộ khiến tiền lương tăng lên không được bao nhiêu, không đủ để bù vào trượt giá do lạm phát. Mới đây, bà Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết chính quyền đã tuyển thêm hơn 42.000 công chức viên chức bù vào cho con số 10.880 người nghỉ việc, thôi việc, nghĩa là họ tuyển 4, bù 1. Vậy thì làm sao có thể tinh gọn bộ máy nhà nước? Đảng chỉ đang làm phình bộ máy nhà nước ra mà thôi, mà một khi siết cổ dân không đủ để bù vào phần phình ra, thì chắc chắn Đảng Cộng sản đã cải cách tiền lương thất bại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.de với bản tin Đảng siết cổ dân để cải cách tiền lương hay nuôi tham nhũng. Đảng sức dầu gió cho bệnh ung thư. Ngày 30 tháng 12, blog Hoàng Trường trên VOA Tiếng Việt có bài Án chồng án, đảng vẫn không chịu nhận lỗi. Tác giả nhận xét, năm 2023 khép lại, nhưng các trùm cuối của kit test Việt Á, chuyến bay giải cứu và nhiều vụ án khác thì vẫn bình an vô sự. Đảng ghi vào sử đảng là màn vạch áo cho người xem lưng, trong các cáo buộc sinh tử giữa Hưng, Tuấn, Hằng, và cuối cùng là vụ quay xe ngoạn mục của Hoàng Văn Hưng. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Hưng thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 800.000 USD, hơn 18,8 tỷ đồng. Tuy nhiên,
Số tiền 1,8 triệu USD bị can Hằng nói là đã đưa cho cựu phó giám đốc công an Hà Nội để chạy án, hiện nằm ở đâu vẫn là một bí ẩn. Theo tác giả giật gân hơn ở vụ kit test Việt Á, không phải là phán quyết của tòa, mà chừng nào Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm còn chưa công bố kẻ nắm giữ 80% cổ phần công ty Việt Á là ai, hay thân nhân của ai trong cung đình nhà sản. Trùm cuối Việt Á vẫn đâu đó và mãi mãi có thể là bí mật công khai. Hình ảnh bài trên blog Hoàng Trường VOA. Những bí mật công khai này đã không được Tòa án Quân sự Hà Nội đề cập suốt trong 3 ngày xét xử sơ thẩm 7 bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty Việt Á và Học viện Quân y. Tác giả bình luận, đằng sau các vụ đại án dường như thấp thoáng một tổng đạo diễn vô hình, chỉ huy các dây chuyền tham nhũng ở Việt Nam xảy ra giữa dịch giả COVID-19. Đó là những kịch bản giống nhau đến kỳ lạ giữa chuyến bay giải cứu và kit test Việt Á. Đó là trong hai đại án này, kéo theo hàng trăm cán bộ trung cao cấp của đảng xuống bùn đen, đều là những doanh nghiệp nhỏ, hầu như vô danh, nhưng lại được chọn để thực thi chủ trương lớn của Bộ Chính trị. Tác giả cho rằng, theo dõi các quá trình hình thành giai cấp mới, tức là tầng lớp quan liêu, được hưởng các đặc quyền đặc lợi của đảng Cộng sản, thì chúng ta mới thấu hiểu được những gì đang diễn ra ở ngay trên chính mảnh đất nơi chúng ta hàng ngày sinh sống. Tác giả đề cập đến phiên họp ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Tại đây, ông Trọng lưu ý về việc chậm chạp đưa các vụ án ra tòa. Đồng thời, ông yêu cầu các cơ quan chức năng phải tăng cường hợp đồng tác chiến hiệu quả hơn, chứ đừng cua cậy càng, cá cậy vây, hay sư nói sư phải, vải nói vải hay. Lời tự bạch của ông Tổng tại phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng. Tác giả nhận định, mấy lời tự bạch của ông Tổng cho thấy các mối liên hệ chằng chịt giữa các nhóm lợi ích trong đảng và nhà nước, đặc biệt là mối liên hệ giữa các tập đoàn và các công ty là sân sau của các quan chức trong bộ máy với nhau. Vẫn theo tác giả, không phải đến bây giờ cả xã hội mới nhận thức được nhiều đại án, trung án và tiểu án, thực chất là tập hợp của các trò, ăn của dân không chừa một thứ gì. Tác giả dẫn nhận xét của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Phương Duy, nguyên Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng diễn biến tại các phiên tòa đều mang tính chất khôi hài. Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa mà cứ như thể vẫn đang là quan chức. Những cách phát ngôn kiểu miệng nhà quan có gan có thép cũng là một minh chứng. Tác giả dẫn tiến sĩ Nguyễn Đức Thành cho thấy toàn bộ dây chuyền tham nhũng đã được chuẩn bị rất công phu, có mục tiêu và định hướng, được thiết kế rõ ràng và được thực hiện qua các công đoạn đầy đủ, theo quy trình pháp lý, cũng như việc xây dựng tính chính danh qua hệ thống truyền thông chính thống. Với tính chất quy mô và bài bản như vậy, có thể nói đây là một bằng chứng cho thấy tham nhũng của Việt Nam đã tiến từ giai đoạn tham nhũng hành chính và tham nhũng chính sách sang một giai đoạn mới có tính chất hoàn toàn khác là lũng đoạn nhà nước. Tác giả kết luận, với một con bệnh ung thư như thế mà đảng chỉ sức dầu gió thì kể cũng lạ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Đảng sức dầu gió cho bệnh ung thư. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.